Sáng nay thì tôi bật cái Face lên thì nhìn thấy vào ngày 5, ngày 6 có những vụ cưỡng chế thật là rất là đau buồn. Thì chính những việc cưỡng chế này thì nó lại khoét sâu cái rạn nứt trong mối quan hệ giữa quân và dân là tất yếu. Khi quân và dân đã có sự rạn nứt thì cũng là báo hiệu cái thời buổi kết thúc của chế độ quản lý yếu kém đi ngược lại với lòng dân. Thưa quý vị, tôi buồn là vì hiện nay là gần Tết mà đồng bào tôi không được yên, vui vẻ để chuẩn bị đón một mùa xuân. Điều đó cho thấy cái tính nhân văn và chính đáng đã bị cấp dưới phá hoại bằng những hành động vô nhân của những kẻ cầm quyền cấp dưới, cố tình làm mất uy tín của chính phủ. Tôi tự hỏi trong các cuộc cưỡng chế thì lực lượng công an rất là đông đảo, thì như vậy chẳng khác gì chúng ta đang lấy lực lượng công an ra để ép dân. Dân chỉ biết và sợ đối với lực lượng công an thôi. Thì tôi tự hỏi công an đang phục vụ cho ai? Phục vụ việc gì? Bởi lẽ vì vai trò của công an là gìn giữ an ninh, bảo vệ đất nước và nhân dân, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vậy mà trong những ngày cận Tết, họ lại tiếp tay cho những cái tổ chức kinh tế đứng phía sau, và đặc biệt là tiếp tay cho những tổ chức chính quyền có ký liên tịch để cưỡng chế nhà đất nhân dân. Liệu đây có âm mưu gì không? Nếu như giữa các tổ chức kinh tế và tổ chức chính quyền họ đi đêm với nhau để nhằm đạt được cái mục đích của họ thì dân sẽ là người chịu thiệt. Tôi chưa nói đến vấn đề tham nhũng hay không tham nhũng, nhưng họ đi đêm với nhau tức thì là họ còn cùng đứng về một quyền lợi và lợi ích cho kẻ có tiền, thì dân sẽ là người chịu thiệt. Nếu như tôi là một lãnh đạo chính phủ có toàn quyền để quyết định thì tôi sẽ làm cách khác thay vì tiếp tay cho những cái tổ chức kinh tế và để cho tổ chức kinh tế đi đêm với các cái tổ chức chính quyền cấp dưới. Thì tôi sẽ làm như thế này: một là tôi sẽ lập ngay cái tổ chức điều tra án dân sự liên quan về đất đai để giải quyết tất cả các vụ kiện và tranh chấp về đất đai. Lý do đơn giản bởi vì tòa án không đủ trình độ và khả năng để điều tra án dân sự, bởi vì họ không có nghiệp vụ trong cái vấn đề điều tra và thu thập chứng cứ, mà chỉ có lực lượng công an được đào tạo chính quy thì mới đủ cái trí tuệ để điều tra các án này. Cho nên cần thiết phải lập ngay cái tổ chức điều tra án dân sự từ trung ương cho đến địa phương, nhưng đa số nên lập ở địa phương nhiều nhất, còn cấp tỉnh và cấp trung ương thì nên cô động lại để giảm bớt nhân sự và ghế ngồi. Lợi ích trong việc chế lập ngay cái tổ chức điều tra án nhân sự này: một, giảm lượng thẩm phán hiện nay xuống, bởi vì một tòa án mà quá nhiều thẩm phán mà không làm ăn ra cái ôm gì hết, để án tồn đọng, án dân sự có thể án kéo dài 5, 10 năm đến 20 năm và án không thể xử lý được, mà nếu xử lý thì lại xử lý bừa, trọng tung không trọng cứ, chỉ qua một lời khai một phía đã phán quyết án, đó là một điều sai lầm. Thứ hai, giảm đi cái quyền lực tối cao của thẩm phán trong vấn đề xử án, bởi vì thẩm phán á,
khi thụ lý một hồ sơ án dân sự thì thẩm phán làm suốt quá trình, khi làm xong mới đưa qua viện kiểm sát và đưa ra cái hội thẩm để xem xét cùng, và cuối cùng mọi cái đều theo như cái ông thẩm phán ra quyết định. Thế thì là người ta chạy án là chạy đâu? Chạy hai nơi thôi. Một, ông thẩm phán và thư ký. Hai là ông viện kiểm sát. Còn hội thẩm chỉ là bù nhìn, không thấy được vai trò của hội thẩm. Và trong pháp luật hiện nay quy định cái vai trò hội thẩm rất là yếu kém. Bởi vì hội thẩm phải hội đủ điều kiện. Anh phải là người am hiểu, am hiểu về xã hội, am hiểu về kinh tế, am hiểu về lĩnh vực nào đó thì anh mới làm hội thẩm. Nhưng hội thẩm hiện nay là những người bù nhìn và họ không làm gì được hết. Chính vì cái luật Việt Nam ra như thế thì cho nên chánh án tòa án của các cấp, nhất là cấp địa phương, thì chọn ra những con người như thế nào để làm hội thẩm? Những con người chỉ biết luật, gọi tạm gọi là tận dụng ở các cơ quan khác về hưu, hoặc là những cơ quan đoàn thể chẳng biết gì về pháp luật và chẳng am tường về pháp luật, đưa vào ngồi ghế hội thẩm để chi? Tạc nói nghe, nói sao nghe vậy, gật gật rồi lãnh tiền ra về. Và được các oai là ta cũng là một vị trong những vị thẩm phán hội thẩm, ngồi trong phiên tòa đại diện cho nhà nước để tuyên án. Đó là một điều rất sai lầm. Ví dụ, nếu xử án về tài chính ngân hàng thì phải có anh đã am tường về tài chính ngân hàng, anh sẽ làm hội thẩm đó. Để chi? Anh mới duy trì được công tố. Nếu như ông thẩm phán mà yếu kém thì anh có thể bổ sung kiến thức cho thẩm phán để xử những vụ án nó khách quan. Còn cái này, nếu như luật sư hoặc cá nhân người bị hại biện hộ mà người ta nói đúng lý, đúng luật, nhưng mà anh cho rằng không đúng, thì điều đó lấy đâu làm cơ sở? Cho nên án dân sự hiện nay tồn tại rất là nhiều và kéo dài, vi phạm pháp luật rất là nhiều. Nếu xét ra thì tất cả, nếu mà có tội tù thì tất cả thẩm phán đều phải đi tù, bởi vì thụ lý án mà vi phạm về pháp luật, về mặt thời gian. Đó là một điều rất sai lầm. Cho nên tôi đề nghị phải lập ngay cái tổ chức điều tra án dân sự để làm giảm các án dân sự. Hiện nay chính phủ chúng ta đang dân sự hóa, không đưa vào hình sự hóa, thì bắt buộc phải có điều tra về dân sự riêng đặc biệt. Thì cái này nó mặt thứ hai là giải quyết được cái bức xúc trong xã hội, đồng thời là giải quyết được yếu kém của lực lượng tòa án và giải quyết được cái nạn chạy án ở tòa, viện kiểm sát và thi hành án dân sự. Bởi vì có những bản án tòa án ra rất là phi lý, rồi đẩy qua cái anh viện kiểm sát, viện kiểm sát và cái anh thi hành án ngay mà không phân biệt rõ ràng. Cho nên từ đó mới có oan ức trong xã hội và tạo nên rất nhiều cái oan ức trong xã hội. Chính điều này là làm cái bức bách trong xã hội, gây nên một cái xã hội hỗn loạn như hiện nay. Điều này cần phải làm ngay. Việc thứ hai tôi sẽ làm là lập ngay thanh tra đặc biệt về hành pháp và tư pháp để thanh tra tất cả các bản án mà thẩm phán đã từng xét xử, hiện tại xét xử, từng xét xử, hiện tại đang thụ lý và xét xử. Đồng thời thanh tra luôn cả điều tra án dân sự. Nếu phát hiện hoặc có thư tố cáo hoặc có thư khiếu nại về vấn đề về điều tra nhũng nhiễu hoặc về tòa án làm trái pháp luật, thì điều tra thanh tra đặc biệt này sẽ điều tra và làm rõ và xử lý nghiêm đối cá nhân này.
Nhưng ngược lại là nếu như quyền lực của điều tra này cao, mà điều tra này mà cố ý sai phạm thì phải có luật, luật chế tài tất cả các cá nhân sai phạm pháp luật, dù là thẩm phán hay cảnh sát hay là công an, chánh án, tòa án, viện điều tra, hay là hải quan, thanh tra, thuế vụ, kho bạc, tổ chức đền bù, định giá, đấu giá, tài chánh, hành chính công, tín dụng, bảo hiểm hay ngân hàng, vân 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 vân, đảm bảo làm sao cái thuế tam tam chế, thanh tra đặc biệt, giữa thanh tra đặc biệt, điều tra án dân sự, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án để quản lý xã hội. Và người dân nếu cho rằng anh thanh tra đặc biệt này chưa công tâm thì có quyền khởi tố, khởi kiện anh thanh tra đặc biệt này ở tòa án. Tòa án sẽ kiểm tra và xử lý lại đối với cái anh thanh tra đặc biệt này. Bởi vì ba quyền anh này đều như nhau. Thì có như vậy mới giúp giữ vững được nền hành pháp và tư pháp Việt Nam. Thứ tư là xử lý nghiêm các tổ chức lợi dụng chính sách quy hoạch đền bù, giải tỏa để ép dân, rồi neo đền bù, neo giải tỏa, neo quy hoạch để làm thiệt hại về kinh tế. Đồng thời là xử lý nghiêm và chế tài đối với các kiến trúc sư trưởng, đối với kiến trúc sư trưởng khi chưa có phản biện về quy hoạch mà đã ký quyết định quy hoạch, đặc biệt là biến đất nông nghiệp trở thành đất ở, làm giảm diện tích đất trồng. Chính những việc này là những việc làm mà cần phải chỉnh đốn ngay. Nếu như chính phủ xét thấy phù hợp thì phải tiến hành ngay quả tóc việc này, dừng ngay tất cả những án đã tuyên phải thi hành án liên quan đến cưỡng chế nhà đất, phải dừng ngay, phải ra quyết định dừng ngay tất cả những án liên quan tới cưỡng chế nhà đất này. Đồng thời cho kiểm tra lại tất cả những hồ sơ này, nếu tòa xử sai thì thẩm phán, hội thẩm, viện kiểm sát phải chịu chế tài và xử lý nghiêm. Hãy loại bỏ ngay những cái kẻ bất tài ăn hại ra khỏi bộ máy nhà nước, đó mới có thể củng cố được mối quan hệ đoàn kết thâm thiết giữa quân và dân ta có từ xưa đến nay. Còn nếu không làm thì chế độ quản lý nhà nước này sẽ không thể tồn tại được. Nếu chính phủ vì một ý chủ quan nào đó thì tôi là một công dân, là một người chủ đất nước, tôi lệnh cho chính phủ, quốc hội và đảng phải tức tốc làm ngay những gì mà tôi là người chủ đất nước ra lệnh. Nếu trái lời, các ông sẽ mang tội với tiền nhân và mang tội với đất nước này. Tôi yêu cầu các ông phải khẩn cấp và thật sự cấp khẩn cấp như lệnh tôi đã ban ra. Nếu trái lời, các ông sẽ chịu trách nhiệm. Thì sáng nay có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện bao nhiêu đây thôi. Chút nữa có thể trưa hoặc chiều tôi sẽ nói về một số vấn đề khác. Khen một số tổ chức làm quá tốt để góp phần là xóa bỏ cái chế độ quản lý kinh tế như hiện nay. Tôi sẽ khen đối với các tổ chức này. Thì chiều mong quý vị, trưa hoặc chiều mong quý vị là lắng nghe. Có thể hôm nay tôi sẽ làm 2 hoặc 3 bài để cho quý vị theo dõi. Thì rất mong mà quý vị, nếu quý vị thấy hay, thấy tốt thì hãy share ra làm sao để tới tay của chính phủ, share ra làm sao để tới tay của những người cầm quyền.
để truyền đạt cái lệnh này, phải thành lập ngay tổ chức điều tra án dân sự, phải thành lập ngay thanh tra đặc biệt về hành pháp và tư pháp, phải dừng ngay tất cả những cái án đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành, phải dừng ngay tất cả những án này mà có liên quan tới cưỡng chế nhà đất, phải dừng ngay để điều tra làm rõ lại trong đây có vấn đề gì hay không giữa người yêu cầu và giữa người xét xử, nó có những cái gì hay không. Cho nên tôi rất mong quý vị, nếu có quý vị nào phản biện, hãy phản biện trực tiếp. Có ý kiến hãy phản biện, phải cho ý kiến trực tiếp để xây dựng lại cái mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa quân và dân này. Vì nếu tách quân và dân ra với nhau, đó là chúng ta lại trúng vào mưu của cái gian thần, trúng vào cái mưu mà để chia rẽ giữa quân và dân, chia rẽ trong nội tại dân tộc chúng ta. Điều đó không nên. Cho nên phải xây dựng mối đoàn kết giữa quân và dân này trở lại bằng cách chúng ta phải cụ thể hóa bằng luật, phải cụ thể hóa tất cả bằng luật để đảm bảo cái tính công bằng, dân chủ. Thì chính như vậy mới là một cái xã hội văn minh, để chúng ta tiến đến, đi tiếp tục trên cái bước đường của văn minh xã hội. Nếu không thành lập một tổ chức điều tra án dân sự thì án dân sự sẽ chất thành núi và sẽ tồn tại ở đó. Những oan khuất của dân sẽ không được moi lên, được móc lên. Những vụ án đã được chìm ngâm xuống đáy biển. Và hiện nay quý vị cứ thấy thì phi lý. Tòa sơ thẩm xét xử đã 1 đến 2 năm đến 10 năm. Tòa phúc thẩm xét xử 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm, thậm chí 2 năm. Đến tòa giám đốc thẩm thì gửi đơn xin giám đốc thẩm, thì khi nào được ra cái thông báo thụ lý thì cái đó rất xa, chờ 1-3 năm và không có thời gian ấn định để xét xử. Thế thì những cái oan khuất này người ta có thể chưa được xử lý mà người ta đã có sức khỏe kém hoặc là bị nhồi máu cơ tim, có thể người ta đi xuống đáy mồ mà không được vật án lên, thì cái tính nhân văn, nhân đạo ngay từ buổi đầu thành lập đất nước ở đâu? Tính nhân văn, nhân đạo mà Bác Hồ Chí Minh chúng ta đã để lại ở đâu? Trong khi chúng ta đang hô hào học tập theo tư tưởng của Bác, nhưng tính nhân văn, nhân đạo ở đâu? Trong những ngày cận Tết này mà chúng ta đi cưỡng chế, trong những ngày gần Tết này mà để dân nằm ở một cái màn trời chiếu đất, thì Tết còn gì là ý nghĩa? Quý vị, nếu là gia đình quý vị, nếu là người thân quý vị, trong những ngày cận Tết này mà bị cưỡng chế nhà đất, quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Tết là xuân vui vầy, mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước vinh quang, mừng đất nước đi lên. Nhưng trong những ngày Tết, người dân còn màn trời chiếu đất, không nơi ăn, không chốn ở, thì đó là lỗi của ai? Lỗi của ta, lỗi của những con người chúng ta có nhận thức, có hiểu biết mà để đồng bào chúng ta còn chịu khổ như vậy. Lỗi của chúng ta bởi vì chúng ta không lên tiếng. Lỗi của chúng ta bởi vì chúng ta chưa làm được. Lỗi của chúng ta bởi vì chúng ta không chịu suy nghĩ, hay còn gọi là lười suy nghĩ để làm cách nào tốt nhất cho dân. Đó là lỗi của chúng ta, lỗi của cái cơ chế quản lý này, và lỗi của từng cá nhân anh không chịu học tập tư duy để hiểu biết về đời sống xã hội. Anh không có ý thức cũng như là cái học thức hiểu biết
am tường về xã hội học. Thế thì anh có học Đảng, học Marx, học Lenin hay học bất cứ cái gì đi chăng nữa, nhưng con người anh mà không có những tính nhân văn của xã hội như thế này thì đó không phải là đạo đức. Đạo đức nằm ở tính nhân văn của xã hội, ở tính lòng người, đồng loại và đồng bào, chứ không phải là đạo đức từ trên trời rơi xuống, không phải là đạo đức do một tôn giáo nào có thể ban cho, mà đạo đức đó tự nội sinh chúng ta suy nghĩ quán xét để làm được những việc tốt cho người khác. Đó là đạo đức. Đạo đức không có ông Khánh, ông Thần nào cho chúng ta được, nhưng đạo đức từ nội sinh, từ lương tâm, từ sự hiểu biết, từ trí tuệ của chúng ta. Đó là đạo đức. Đạo đức chúng ta làm gì được cho dân, đó là đạo đức. Chứ không phải đạo đức là chúng ta đi cưỡng chế dân, đi ngược lại với quyền và lợi ích của dân tộc này. Đó không phải là đạo đức, mà đó lại là cái gì? Phản quốc, phản dân, phản nước. Và anh không thể xứng đáng tồn tại trong một cái quốc gia độc lập như thế này. Tôi chỉ nói đến cái góc độ quốc gia độc lập như thế này. Một ngày độc lập đẹp trời như thế này, không có binh đao chiến loạn, mà lại có những cái cảnh màn trời chiếu đất trước những giờ phút sắp tới đây ăn Tết. Có những cảnh không có nhà ở, có nhà ở nhưng bị cưỡng chế trước những ngày Tết này. Đây là một điều phi nghĩa. Nhưng vật phi nghĩa thì bất giao, kẻ phi nghĩa thì bất giao, vật phi nghĩa thì bất thủ. Nhưng những con người phi nghĩa này vẫn còn tồn tại trong xã hội này, thì đến bao giờ? Bao giờ? Đó là nguyên nhân. Nguyên nhân vì sao phải thành lập cái đội tổ chức điều tra án dân sự. Nguyên nhân vì sao phải thành lập tổ chức thanh tra đặc biệt về hành pháp và tư pháp. Nguyên nhân vì sao phải dừng hết tất cả những bản án liên quan tới cưỡng chế nhà đất và để thanh tra kiểm tra lại, đồng thời điều tra lại cái quá trình xử lý án của thẩm phán, đồng thời xử lý hết tất cả những cái thẩm phán cặn bã ăn hại, hại nước hại dân này ra khỏi cái hệ thống thể chế chúng ta. Hiện nay về mặt pháp luật chưa hề có một văn bản nào để xử lý đối với thẩm phán, để chế tài đối với thẩm phán. Và như vậy thẩm phán Việt Nam chẳng khác gì chúng ta đang đặt trên cả pháp luật, đặt trên cả đảng, và được quyền xử lý hết tất cả mọi việc trong xã hội như một ông vua có toàn quyền. Đây là một chế độ phong kiến, vì không ai xử tội vua. Chính vì không ai xử tội được vua cho nên nó là một chế độ phong kiến trong thời kỳ hiện đại đang hiện hành và ở tại Việt Nam, không khác hơn. Đó, có lẽ các bạn nghĩ rằng chế độ phong kiến trong thời kỳ hiện đại đã không còn, nhưng hiện nay đang diễn nhiên đang tồn tại tại Việt Nam một chế độ phong kiến mà không ai xét xử được vua. Đó là thẩm phán. Chưa có luật nào ban hành để xử lý thẩm phán. Mà nếu kiện thẩm phán thì quý vị kiện ở đâu? Kiện công an không ăn không giải quyết. Nếu kiện bất kỳ một tổ chức nào, tổ chức đó không giải quyết. Bởi vì giải quyết rồi cũng đưa qua bên tòa án và thẩm phán quyết định nữa. Thì không ai nợ giết đồng loại của mình. Không thẩm phán nào nợ giết bất kỳ một đồng loại là thẩm phán của mình. Chẳng khác gì giật áo cho người sơn lưng hay sao? Đó là một điều sai lầm. Bởi vì sao? Bởi anh trao cái quyền quá lớn cho vị thẩm phán, mà dẫn tới thẩm phán có thể đi ngược lại đối với lòng dân. Thẩm phán nếu
còn một chút lương tâm. Họ không nghĩ tới tiền, mà họ nghĩ tới gia đình, hạnh phúc, quốc gia và xã hội. Đó là phúc cho đất nước này. Nhưng thẩm phán hiện nay như thế nào? Trình độ như thế nào? Hiểu biết như thế nào? Và sự lên thẩm phán của họ như thế nào? Có ai biết được? Luật pháp kiểu gì kỳ vậy? Tôi chưa nói tới. Hiện nay Việt Nam chúng ta, quý vị cứ xem đi. Luật pháp thì luật hình sự thì nó dài hàng km. Luật dân sự thì nó loạn xạ, thậm chí đã bị mua chuộc về lãi suất. Nhưng luật kinh tế quý vị thấy như thế nào? Rồi tổ chức tòa án xử lý kinh tế nó nằm ở đâu? Giờ hỏi dân Sài Gòn này có biết tổ chức nằm đâu không? Và được xử bao nhiêu vụ án kinh tế? Rất ít. Và đa số chuyển qua hết thành dân sự. Án kinh tế phải được xử bằng kinh tế, không thể xử dân sự được. Và tòa án kinh tế, anh phải có kiến thức và hiểu biết về kinh tế. Nhưng án kinh tế không được xử. Tôi ví dụ, một vụ kiện năm 2012-2013 về vấn đề ATM. Quý vị bây giờ search trên Google, quý vị sẽ thấy vụ kiện đòi 5.500 đồng. Chính tôi là người kiện ATM 5.500 đồng. Nhưng tòa án quận nhất đã không đồng và bắt tay với chánh án, phó chánh án và thẩm phán xử trong phiên tòa này, buộc tôi phải thua. Nhưng thật ra trên mặt lý luận tất tần tật chúng tôi đúng. Và xét xử ngay vào ngày 23 Tết để ra bản án, sau 10 ngày sau mới ra bản án. 7 ngày sau mà Tết qua rồi không thể ra bản án được thì phải qua Tết. Người ta bảo là hết thời gian, hết thời hạn để phản án, để kháng cáo. Hết thời hạn kháng cáo cho nên họ ra nhận chìm vụ án này. Thì đây là một vụ án kinh tế mà ở một tòa án dân sự không am hiểu về kinh tế mà đem đi xét xử kinh tế thì như vậy tội phạm sẽ lọt. Mà tội phạm kinh tế là một tội phạm nguy hiểm. Bởi vì chính tội phạm kinh tế này gây nên nhiều cuộc thương đau nhất. Chiến tranh kinh tế là cuộc chiến tranh đẫm máu và khốc liệt nhất. Không có chiến tranh nào hơn. Súng đạn chỉ là một mặt thể hiện của chiến tranh kinh tế mà thôi. Khi giải quyết kinh tế không được thì mới tới súng đạn. Cho nên chiến tranh kinh tế này sẽ tàn khốc và khốc liệt nếu chúng ta không nắm về được chiến thuật, chiến lược của tội phạm kinh tế. Chúng ta không quản lý được kinh tế đồng nghĩa rằng chúng ta đang dâng tay đất nước cho chúng ta cho bọn giặc kinh tế. Mọi sự loạn lạc trên thế giới này đều do kinh tế mà ra. Mọi sự loạn lạc của thế giới này, súng đạn trên thế giới này đều do tội phạm kinh tế mà ra. Nếu không có chiến tranh, họ sẽ không bán được vũ khí. Đó là kinh tế. Nếu không có chiến tranh thì lương thực này không thay đổi. Nếu không có chiến tranh thì giá cả thị trường sẽ mặc định và họ sẽ không thể kiếm gì hơn. Cho nên phải có chiến tranh và họ sẽ gây ra tất cả các cuộc xáo động của chiến tranh trên tất cả các lĩnh vực của đất nước. Đây là một sự thật. Nếu quý vị tư duy, quý vị sẽ thấy được các vấn đề. Cho nên quý vị sẽ xem được bộ mặt thật của kinh tế thì phải có những con người có trình độ kinh tế mới hiểu biết được kinh tế và xử lý được kinh tế. Vậy thì tòa án kinh tế Việt Nam ở đâu? Tòa án kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Và tòa án ở quận huyện về kinh tế ở đâu? Quý vị chưa đặt nặng về kinh tế thì quý vị chưa biết gì về kinh tế. Bởi vì một đất nước phát triển thì bộ luật kinh tế của nó dài hàng km, chứ không phải bộ luật hình sự nó dài hàng km. Chỉ ở những xã hội nghèo đói, rách nát, tội phạm đông thì mới có bộ luật dài, và kém phát triển mới có bộ luật hình sự và dân sự dài. Còn những nước
phát triển thì cái bộ luật kinh tế của họ nó dài hàng km, quy định tất cả những cái mà con người ta có thể vi phạm và hiện chế tài rất rõ ràng. Đây là những điều mà trăn trở hôm nay chúng tôi nói cho quý vị nghe. Nếu lọt đến cái tai của những người cầm quyền thì nên hãy lắng nghe đi, và xem học được cái gì thì học, làm được gì thì làm. Và đây là lệnh buộc các vị phải làm, phải thành lập ngay tổ chức điều tra án dân sự, phải thành lập ngay thanh tra đặc biệt về hành pháp và tư pháp, phải thành lập ngay tổ chức để dừng tất cả những án mà đã có hiệu lực thi hành liên quan tới cưỡng chế nhà đất, để điều tra xem xét lại từng vị trí vai trò của thẩm phán, hội thẩm và viện kiểm sát, xem có vấn đề mua chuộc chạy án trong đây hay không, xem trong đây còn những khuất tất gì. Thì như vậy mới có cơ may lấy lại được, củng cố được cái mối quan hệ giữa quân và dân. Khi cùng cực đến mức không thể giải quyết được thì chúng ta mới tiến hành cưỡng chế. Tránh sự đi đêm của những tổ chức kinh tế muốn lấy đất của dân mà đi cưỡng chế. Tránh những cá nhân mà tham lam quá độ, muốn lấy đất của người khác mà làm những việc trái với luân thường đạo đức. Đó chính là đạo đức của xã hội. Quý vị đừng nghĩ rằng đạo đức, tôi xin nói lại, quý vị đừng nghĩ đạo đức do ông thánh, ông thần, ông Phật hay ông Chúa nào cho quý vị, mà đạo đức nằm ở tại bản thân của quý vị, tự tánh quý vị và tự tâm quý vị mà ra. Không có đạo đức nào từ trên trời rơi xuống hết. Tự quý vị hiểu được, làm tốt, giúp cho người này, giúp cho người khác, đó là những điều mà đạo đức quý vị phải thấy. Đức quý vị đã có thì tài quý vị sẽ sáng, đó là điều tất nhiên, tài và đức đi đôi. Đó là hai mặt của một vấn đề. Giữa tài và đức, khi đức đã có thì tài ắt bạn sẽ hông hết tất cả mọi nẻo của vấn đề. Bạn sẽ được thuận lòng dân, bạn sẽ được hiểu biết thêm nhiều vấn đề khác. Thì đức tài luôn đi đôi. Và cái xã hội này tôi nói, họ bảo là sử dụng người đức, người tài, người hiền, người lành, người tất cả. Và họ chỉ căn cứ trên một vấn đề là học vấn của họ. Mà học vấn có thể mua được bằng tiền, nhưng đạo đức không thể mua được bằng tiền, mà phải mua bằng rất rất nhiều tiền. Nhưng thậm chí không tốn một đồng tiền. Rất nhiều tiền, bởi vì không có tiền thì lấy gì đông đo. Đạo đức không thể mua được bằng tiền, nhưng phải mua được rất bằng nhiều tiền. Quý vị có hiểu vấn đề này không? Bởi vì không thể dùng tiền mua được bằng đạo đức, cho nên bạn có thể bỏ mua suốt cả cuộc đời, bạn vẫn chưa mua được đạo đức. Nhưng nếu bạn thấy được vấn đề, bạn sẽ dừng lại ở đó bằng tự tâm, tự tánh và tự thân của bạn, thì đạo đức đó sẽ tự tỏa sáng. Các bạn đừng có nhìn bên ngoài, hãy nhìn thẳng vào bên trong của mình để thấy cái đạo đức của mình như thế nào, để thấy hôm nay chúng ta làm được việc gì cho ai và hữu ích như thế nào. Đừng mơ hồ, đừng kéo tôn giáo vào đây. Vì đạo đức không có tôn giáo, không phân biệt bất kỳ điều gì hết, không phân biệt tôn giáo. Đạo đức là tự thân. Tự thân chúng ta sẽ có mối quan hệ với tất cả các con người với nhau, dù là màu da sắc tộc có thể khác nhau, nhưng đạo đức không thể phân biệt được màu da sắc tộc. Thì đừng nói đến phân biệt về tôn giáo. Đây chính là đạo đức. Đạo đức trong một thời kỳ cần phải chỉnh đốn và phục hưng. Nếu như quý vị có thể suy nghĩ rằng, nếu như quý vị không làm như những gì tôi nói, thì có thể quý vị đã không thực hiện theo vấn đề đạo đức. Đạo đức này được bác
và nhà nước đã nói. Đó là đạo đức, tư tưởng của Hồ Chí Minh, của Bác Hồ chúng ta. Tư tưởng đạo đức này không phải của Bác Hồ đâu. Bác Hồ chỉ là người nói thôi, nhưng của dân tộc của chúng ta từ hàng ngàn năm nay, hàng ngàn năm, hàng ngàn, hàng vạn năm để lại cho chúng ta. Và chúng ta phải thực hiện trên cái đạo đức này. Thì hiện nay chúng ta phải học tập đạo đức của ông bà tổ tiên chúng ta. Điều đó mới là đúng. Đạo đức. Đạo đức là ở chỗ đó. Đức có thì tài có. Nhưng có tài chưa hẳn đã có đức. Bởi vì có tài anh sẽ gì? Ham quyền, ham lợi, ham danh, ham gái, ham dục, ham tất cả mọi cái, và anh bất chấp đạo đức và anh đạt được mục đích. Đó không phải là người toàn tài. Mà người tài là người phải có đạo đức. Tài và đức, đức và tài. Nếu có đức ắt sẽ có tài, chứ không phải có đức mà sẽ không có tài đâu. Bởi vì người tài người ta mới có đức. Thực sự tài người ta mới có đức. Còn những người khôn vặt vãnh hoàn toàn không có đức. Gọi là có tài nhưng không có đức. Bởi vì chạy mua bằng cấp, mua ghế, mua chức vụ, mua quyền hành và mua cái sự tôn trọng xã hội. Cũng ví, cũng như là có một số vị mua like trên Facebook. Đó là vặt vãnh thôi. Đó là tài vặt vãnh để kiếm lợi trước mắt. Thôi, buổi sáng hôm nay chúc quý vị một buổi sáng an lành, vui vẻ. Và có lẽ là cái bài sự rạn nứt giữa quân và dân có thể dẫn đến bạo loạn, và cái phương án để hàn gắn cái mối liên hệ giữa quân và dân này thì tôi đã được trình bày. Thì nó chỉ có 3 vấn đề: thành lập ngay tổ chức điều tra án dân sự, thành lập ngay tổ chức thanh tra tư pháp và hành pháp, thành lập ngay cái vấn đề tổ chức để ra kiểm tra lại hết tất cả các cái quyết định bản án đã có hiệu lực thi hành nhưng hiện nay đang chuẩn bị thi hành, thì dừng ngay. Liên quan những bản án này liên quan tới cưỡng chế nhà đất thì phải dừng ngay và kiểm tra điều tra lại hết. Còn những cái mà gọi là xây dựng không phép, xây dựng có phép, những cái mà ra quyết định cưỡng chế của địa phương thì cũng phải dừng ngay và phải điều tra lại xem ông chủ tịch, ông phó chủ tịch, ông địa chính và ông thanh tra về địa chính nhà đất này, các ông này có vấn đề tham nhũng gì trong đây hay không, hay là có vấn đề yếu kém về quản lý gì trong đây hay không, phải xử lý ngay dứt điểm những ông này. Bởi vì không thể chấp nhận những kẻ vô tài, bất tài nằm ở trong đây. Xem ông chủ tịch, ông có hiểu biết gì về kinh tế hay không, hiểu biết về xã hội không, ông có đạo đức trong xã hội hay không, phải xử lý các ông này. Không thể để ngay, để những cái con người này nằm quá lâu quá dài trong đây để hưởng lương và làm ảnh hưởng tới xã hội. Không để họ ngồi đó để bán chữ ký mà để lấy tiền của dân bằng cách sao y hay chứng thực vấn đề. Không để họ ngồi đó để mà gọi ăn trên ngồi trước quản lý xã hội, quản lý kinh tế bằng những cách trò vớ vẩn để tiếp tay cho những tổ chức kinh tế khác làm trái pháp luật. Đó là một điều sai lầm. Cho nên tôi lệnh chính phủ, quốc hội phải khẩn cấp, quả tốc, cấp cấp làm theo lệnh như tôi đã trình bày. Thầy xin trân trọng kính chào quý vị.